Hi chào người mà chơi ca sĩ đây. Hôm nay mình sẽ chơi The Ultimate. Bây giờ là ngày Giáng sinh, Merry Christmas tất cả mọi người nha. Và mình chơi cái game này cũng gần 5 tháng rồi. Chơi bây giờ level 20 rồi. Đó là mình thích chơi. Còn nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share và là subscribe nhé. Còn tốt hơn nữa thì cho mình một cái chuông để có tiền ăn cơm. Xong rồi. Còn bây giờ thì vô game thôi. Trận đầu tiên là vòng 6 rồi. Xin lỗi mọi người nha, bởi vì nãy mình chơi mình quên quay chuông nên mình đổi cái máy. Chắc nó hay vậy á. Xin lỗi nha. Cái nên nhảy xuống đây. Quên cái đường quên. Rồi comment dưới cho mình nhé. Mình đang cơm đang ăn cháo nè. Mình thay đăng ký nó máy sống điện từ thường gọi là wifi gần xong rồi ba ơi. Mua đồng Wow, mất mà.
bắn này cho tụi cho hư cho tụi bay chết leo bơm mờ này bơm mờ tụi bay cho chết chết. Ơ tôi không có kêu à admin kỳ trận cuối mình sẽ thắng trận này trong vòng 2 tiếng sau con có hại hết rõ mình có bất ngờ vui nữa hầu quá vui kìa mẹ nhanh xin lỗi nha các bạn bởi vì má mình hơi ắt nên thấy cái này thuộc cái mát này cứ rộng lắm, rộng ơi là rộng luôn. Nó tên là ma nóc nha, không phải mắt mất nha. Nhiều bạn nghe giọng hai nữa, đặc biệt là hồi đầu năm học luôn, hồi tháng 7 á mình chơi, giàu rồi. Để dành thôi anh em ơi. Tập sau là mình sẽ làm nhiều hơn. Mấy phút á.
đúng vậy. Mới 50 hết rồi. Bye bye.